Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 25 tháng 10, mưa lớn ở Trung Bộ sẽ bắt đầu giảm dần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 23 tháng 10, sáng sớm ngày 24 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23 tháng 10 đến 3 giờ ngày 24 tháng 10, có nơi trên 120 mm như Hương Nguyên, Thừa Thiên Huế 140,8 mm, Phong Sơn, Thừa Thiên Huế 121,4 mm, Bình Dương, Quảng Nam 166,2 mm, Sơn Phong, Quảng Nam 128,4 mm. Dự báo ngày và đêm 24 tháng 10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ Quảng Bình đến Đà Nẵng từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 170 mm. Quảng Nam từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 90 mm. Nghệ An, Hà Tĩnh từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Ngày và đêm 24 tháng 10 ở khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 25 tháng 10, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.